Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Giá phải trả của sự kiêu ngạo, nương trên Kinh Thánh Sử Ký Nhì chương 26, câu 16 đến câu 23. Song khi người được trở nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo, đến nỗi làm điều ác, phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời của người. Vì người vào trong đền thờ Đức Jehovah, song hương trên bàn thờ song hương. Thầy tế lễ Asaria vào sau người, có 80 thầy tế lễ, đều là người mạnh dạn đồng đi theo. Chúng cản cự vua Ô-xia mà rằng, hỡi vua Ô-xia, chẳng phải phần vua song hương cho Đức Jehovah đâu, bèn là phần của những thầy tế lễ, con cháu A-rôn đã được biệt riêng ra thánh đặng song hương vậy. Hãy đi ra khỏi đền thánh, vì vua đã phạm tội, lại vì việc này Đức Giê-hô-va sẽ chẳng làm cho vua được vinh hiển đâu. Ô-xia bèn nổi giận, người cầm nơi tay một cái bình hương toan song hương, và đang khi người nổi giận cùng những thầy tế lễ, phun bèn nổi lên nơi trán người trước mặt những thầy tế lễ, tại trong đền của Đức Giê-hô-va, ở gần bên bàn thờ song hương. Asaria thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy thầy tế lễ khác ngó xem người, thấy người bị bình phun ở nơi trán, bèn đuổi người ra khỏi đó. Và chính người cũng lật đật ra vì Đức Giê-hô-va đã hành hại người. Ô-xia bị bình phun cho đến ngày băng hà, và vì bị phun phải ở riêng ra trong một nhà khác, chẳng còn được vào đền của Đức Giê-hô-va nữa. Giô-tham con trai người quản lý cung vua và xét đoán dân sự của nước. Đấng tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt, đã biên chép các công sự khác của Ô-xia từ đầu đến cuối. Ô-xia an giấc cùng tổ phụ người, và người ta chôn người chung với tổ phụ người tại ruộng lăng tẩm của các vua. Vì người ta nói rằng, người bị phun, Giô-tham con trai người cai trị thế cho người. Câu gốc của bài học là phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt. Châm ngôn chương 16 câu 5. Câu hỏi suy ngẫm: các thầy tế lễ đã ngăn cản vua Ô-xia như thế nào? Phản ứng của vua ra sao? Kết quả là gì? Chúng ta cần có thái độ thế nào khi bị cáo trách về điều sai phạm trong đời sống? Kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời đầy ân sủng luôn tạo cơ hội để người có tội ăn năn và từ bỏ tội lỗi. Ngài đã ban cho vua Ô-xia cơ hội để tránh phạm tội bằng cách dùng thầy tế lễ Asaria cùng 80 thầy tế lễ đồng đi với ông phân tích thiệt hơn, can gián vua song hương cho Đức Chúa Trời. Họ khuyên vua đi ra khỏi đền thánh. Chúa sẽ không ban phước cho vua vì việc này đâu. Thay vì nghe theo lời khuyên đúng đắn của các thầy tế lễ và rời khỏi đền thờ, vua Ô-xia lại phản ứng như một kẻ ngu muội, khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Theo châm ngôn chương 1 câu 7, vua nổi giận vì bị chạm tự ái, tay vẫn cầm một bình hương chuẩn bị xông hương, nhất quyết làm theo ý mình. Đang khi vua nổi giận cùng các thầy tế lễ, thì phong cùi nổi lên trên trán. Các thầy tế lễ ở đó nhìn thấy vậy, họ nhanh chóng đuổi vua ra ngoài. Lúc đó, vua không còn cứng cổ nữa, mà chính vua cũng lật đật ra vì biết mình đã bị Đức Giê-hô-va ra tay trừng phạt. Có người phạm tội với Chúa, nhưng chỉ một mình họ và Chúa biết là họ đang chịu sự phạt. Ở đây, mọi người đều thấy vua bị Chúa phạt vì tội kiêu ngạo của vua rất nghiêm trọng và cũng để làm gương cho người khác. Vua bị bệnh phong cùi, phải sống cách ly khỏi cộng đồng trong một ngôi nhà biệt lập và không bao giờ còn được phép đến đền thờ nữa cho đến chết. Theo Lê Vi Ký chương 13 câu 46, các vua nhì chương 15 câu 5. Dù đã làm được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước, theo Sử Ký nhì chương 26 câu 4 đến câu 15, nhưng vua không được vinh dự chôn trong lăng mộ hoàng gia, mà chỉ được chôn trong một miếng đất gần đó thuộc sở hữu của các vua, vì bị mang tiếng là người bị phun. Từ một người được Chúa cho đứng trên đỉnh cao của vinh quang,
danh tiếng đồn ra khắp phương xa. Giờ đây, vua phải sống trong sự xấu hổ, đánh mất tất cả, không còn trực tiếp cai trị, bị mọi người xa lánh, được an táng theo cách một người bị phung. Lẽ ra, nếu nghe theo sự ngăn cản của các thầy tế lễ, thì vua đã được Chúa tha thứ và không có gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng lòng kiêu ngạo đã khiến vua bất chấp tất cả, bất chấp luật pháp của Chúa, xem thường lời khuyên của các thầy tế lễ, và như vậy là xem thường chính Ngài. Đức Chúa Trời gớm ghiếc sự kiêu ngạo, và kẻ có lòng kiêu ngạo chẳng thoát khỏi sự đoán phạt. Theo Châm Ngôn chương 16 câu 5, cái giá phải trả cho tội kiêu ngạo thật là lớn, xin chớ xem thường. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nếu con có những lời nói, việc làm nào thể hiện sự lê mình kiêu ngạo, xin Ngài bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ con. Xin cho con có sự khôn ngoan để ăn năn và từ bỏ trước khi quá muộn. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, có lời nói, việc làm nào của chúng ta thể hiện lòng kiêu ngạo không? Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra và nhanh chóng ăn năn. Tính kiêu ngạo giữ trong lòng sẽ bị Chúa phạt hư vong cuộc đời. Khôn ngoan trong cậy vâng lời, nhận bao ơn phước Chúa rời rộng ban. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.